Dạ vâng, xin chào quý vị anh chị và các bạn. Hôm nay thì trong video này tôi sẽ chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn một bài thuốc dân gian điều trị căn bệnh viêm đường hô hấp trên từ lá bằng tươi. Dạ vâng, thưa với quý vị anh chị và các bạn, có một cái mẹo nhỏ rất là hay là khi nuôi cá cảnh, đó là chúng ta có thể lấy cái lá bằng khô cho vào thau nước, bóp nát ra để đợi một lát rồi chúng ta cho nước ngả sang màu. Sau đó thì chúng ta đổ vào hồ cá cảnh, như thế sẽ giúp diệt khuẩn và tạo môi trường tự nhiên cho cá. Không chỉ có thế, với những cái loại cá mà thường xuyên đá nhau dẫn tới hiện tượng bị thương thì nước lá bàng khô sẽ giúp sát khuẩn, làm vết thương mau lành hơn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng không chỉ lá bàng khô mà lá bàng tươi cũng có công dụng riêng của nó. Đó là điều trị căn bệnh viêm đường hô hấp trên. Thật vậy, có những cái giá trị rất là gần gũi mà chúng ta thường hay bỏ qua, chẳng hạn như lá bàng khô rụng đầy sân hay lá bàng tươi giúp chúng ta che dập mát, rất là mát vào mỗi ngày mùa hè oi bức. Vậy thì cách dùng cái lá bàng tươi để điều trị căn bệnh đường hô hấp trên như thế nào? Tại cái thời điểm trước Tết, khí trời thay đổi đột ngột nên nhiều người bị sổ mũi, nghẹt mũi, ho, đau rát họng, hắt hơi, nhức đầu. Và mình có người nhà vốn đã có tiền sử bị căn bệnh viêm đường hô hấp trên, viêm họng, giờ lại bị nặng hơn. Nếu như trước đây thì mỗi lần bị bệnh thì người nhà mình đi mua thuốc Tây và thường thường là mua thuốc kháng sinh. Thì thời gian gần đây, người nhà mình bắt đầu chuyển sang dùng cái loại thảo dược thiên nhiên để tránh các cái tác dụng phụ. Và bài thuốc mà người nhà mình, mà tôi sẽ được biết đến và dùng thử. Và nếu mà anh chị, các bác nhà có cây bàng thì chúng ta có thể thử xem hiệu quả có hiệu nghiệm không. Và người nhà mình sử dụng lá bàng lấy nước súc miệng, súc vài lần thì khỏi hẳn. Cách nấu như sau. Chúng ta hái vài chục lá bàng tươi rửa sạch bụi bặm, sau đó đem vò sơ sơ bằng tay cho dập nát, rồi chúng ta cho vào nồi, không cần xay nát. Sau đó chúng ta đổ thêm 2 lít nước vào nấu sôi. Lưu ý là các bác lên đậy lắp kín nhé. Trước khi sôi thì chúng ta vặn lửa nhỏ và để thêm nửa tiếng nữa thì chúng ta mới bắt đầu tắt bếp. Khi chúng ta thấy nồi nước mà bớt nóng mà chúng ta sờ tay thì còn ấm ấm, chúng ta bỏ thêm một vài ít muối hạt vào, nếm thử sao cho nước không mặn quá, vừa đủ mặn như nước canh là được. Dùng khoảng 2 muỗng là tương đối được. Nước lá bàng an toàn, không khó và cũng không khó nếm lắm, nên chúng ta yên tâm thử và nhả nó ra. Cách dùng thì với nước này thì các bác chia thành chai nhỏ để dùng dần. Phần nào còn dư thì bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh mỗi ngày. Các bác dùng nước này súc miệng, trong lúc súc thì ngửa cổ lên, khò họng vài lần khoảng 5 lần. Trong lúc khò họng thì mở cổ họng cho nước xuống sâu một chút, sẽ có một chút luốt một chút nước. Với cách này thì trứng lở miệng là một này. Nở đến đâu mà lặng đến đâu cũng đều mau khỏi. Và nếu các bác bị sổ mũi, chảy nước mũi nhiều thì có thể lấy nước này hòa với nước cho loãng rồi rửa mũi. Và chúng ta có thể cho vào thau rồi lín thở úp mặt và rửa thì nó sẽ thuận tiện hơn. Liều dùng thông thường thì chúng ta mỗi ngày thực hiện từ 1 đến 3 lần. Thường thì chúng ta chỉ dùng vài lần là khỏi. Lưu ý khi chúng ta dùng nước sắc lá bàng để khò họng hay là rửa mũi thì các bác lên hâm cho ấm nhẹ rồi chúng ta dùng nhé.
Bên cạnh đó thì các bác có thể dùng lần lượt từng chai, hết chai này thì chúng ta tiếp tục dùng chai khác. Nhưng lưu ý, mỗi một chai sau khi mà lắp chúng ta chỉ có thể sử dụng trong vòng 7 ngày là tối đa. Nếu sau 7 ngày thuốc dù còn thì chúng ta cũng không nên dùng nữa. Và tôi cũng chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn thêm một số các bài thuốc nữa, một số các cái bài thuốc tiếp theo từ cái lá bàng này. Chúng ta có thể dùng lá bàng để giúp giảm đau nhức. Lấy lá bàng tươi, lượng vừa đủ, rửa sạch, giã nát, sau đó cho vào vào ấm lên rồi chúng ta sau đó chúng ta xào lên cho ấm. Rồi chúng ta đắp lên cái chỗ đau nhức. Cái bài thuốc này được chúng tôi tổng hợp từ cuốn sách là Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi. Bài thuốc thứ hai là chúng ta có thể sử dụng lá bàng để điều trị căn bệnh ghẻ ngứa sâu quảng. Hái búp lá non lượng vừa đủ, rửa sạch, phơi khô rồi chúng ta cho vào máy xay sinh tố, xay nát thành bột mịn và rắc lên cái vùng da thường xuyên bị. Bài thuốc thứ tư thì anh chị có thể sử dụng lá bàng để giúp giảm sâu răng. Hái búp lá non vừa đủ, rửa sạch rồi rồi chúng ta cho vào nồi nấu lấy nước thật đặc rồi để nguội. Dùng nước này ngậm, nhổ và bỏ. Chúng ta đã đem ngậm rồi nhổ bỏ đi và thực hiện nhiều lần. Điều trị cảm sốt và giúp ra mồ hôi. Bài thuốc này thì anh chị hái lá bằng non, lá từ bi tức là lá cúc tần đấy ạ và lá hương nhu mỗi loại 10 g, rửa sạch rồi nấu lấy nước uống. Nếu nếu trong trường hợp mà chúng ta không có lá bằng non thì chúng ta dùng búp lá cũng được. Như vậy là tôi vừa chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn một số các bài thuốc dân gian từ cây bàng và đặc biệt là lá bàng. Hy vọng rằng đây là các cái bài thuốc hay. Chúc anh chị áp dụng thành công những cái bài thuốc trên. Và chúng tôi xin quảng cáo thêm một chút là đơn vị công ty thảo dược số 1 chúng tôi có cung cấp tất cả các loại thảo dược quý có nguồn gốc từ thiên nhiên. Nếu anh chị có quan tâm đến các cái bài thuốc, các cái vị thuốc, các cái loại thảo dược quý có nguồn gốc từ thiên nhiên thì có thể liên hệ với công ty thảo dược số 1 chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.